Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn một sản phẩm khá là độc đáo đến từ hãng Wine Studio Đài Loan. Nó có gì đặc biệt? Hôm nay chúng ta cùng xem nhé. Trước tiên, các bạn có thể xem qua, đây là cái hình thức đóng gói tổng thể, nhìn khá là đẹp. Cây bút được đóng trong một cái hộp giấy rất là cứng cáp. Phía sau cho biết màu của bút nằm bên trong hộp. Và tên của sản phẩm này là Foldable Ballpoint Pen. Nó sử dụng mực gel để mang lại cho mình cảm giác viết khá là êm và mượt. Còn đây là phần nội thất bên trong. Sau khi chúng ta mở hộp ra, nó sẽ có một cái hộp giống như thế này, thiết kế hai con ốc bằng đồng ở hai bên đầu, khá là đẹp. Bên trong bộ này sẽ có một cây bút bi. Ở đây tôi đang có phiên bản màu trắng. Ngoài phiên bản này, nó còn có phiên bản màu đỏ và màu đen. Hiện tại tôi đang có phiên bản màu trắng. Một sợi dây đeo. Và một cái khóa bằng đồng. Chúng ta cũng có một cái tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm có kèm trong cái bộ bút này. Các bạn cũng đừng có quá lo là mình không biết đọc tiếng Hoa, tại vì ở đây nhà sản xuất người ta có in hình mô tả cách sử dụng, tháo lắp các linh kiện khá là đơn giản và dễ hiểu. Và ngoài ra, trong bộ cũng có thêm một tờ giấy nhám. Tờ giấy nhám này họ tặng kèm mình để làm gì? Đó là dùng để khi mà thông thường á, là các bạn để ý ở đây là toàn thân của cái bút này bằng đồng, bên ngoài họ phủ một cái lớp sơn màu trắng. Nếu như mà mình không thích cái màu trắng này nhiều quá, mình có thể dùng cái giấy nhám này, mình đánh bóng, mình đánh cho nó bay cái lớp sơn trắng này đi. Thì sau khi đánh bay cái lớp sơn trắng thì mình sẽ thấy được cái lớp màu đồng nó lộ ra. Đó. Thì tùy thuộc vào cái sở thích, cái gu mà mình sẽ đánh bóng, mình sẽ đánh bay cái lớp sơn này nhiều hay ít để cho cái kết cấu màu sắc trên cái thân bút nó theo ý muốn của riêng mỗi người. Nó sẽ tạo ra cho mình một cái phong cách nó độc đáo và cá tính, nó không có bị giống nhau hay là bị trộn lẫn. Đó chính là cái tác dụng của cái miếng giấy nhám này. Các bạn có thể sử dụng cái miếng này hoặc là không, cái đó là hoàn toàn tùy thuộc vào cái sở thích của mỗi người. Chúng ta sẽ tìm hiểu các cái linh kiện này sẽ được sử dụng phối hợp với nhau như thế nào. Trước tiên, tôi mở cái khóa đồng này ra. Gắn nó vào bên trong cái bút. Đó, như vậy là cái bút của chúng ta đã treo lên được. Với cái khóa đồng này, các bạn có thể đeo nó vào bên trong cái dây đeo cặp hoặc là túi xách của mình cũng được. Còn đối với lại
các bạn muốn đeo cái bút này lên cổ giống như trong các cái bức hình quảng cáo từ hãng, thì chúng ta sẽ dùng đến cái sợi dây này để đeo vào. Thì để mở cái sợi dây này á, các bạn thấy ở đây nó có một cái đây, các bạn nhìn thấy nè, nó có một cái chấm rất là nhỏ ở đây. Mình sẽ mở nó bằng cách ấn vào, xoay để mở ra. Thì tôi sẽ làm lại một lần nữa, ấn xoay để khóa và ấn xoay để mở, khá là đơn giản nha các bạn, và cũng thông minh nữa. Bây giờ tôi sẽ đeo nó vào đây. Vậy là chúng ta đã có được một cái bút có thể đeo nó vào cái cổ của mình như là một cái phụ kiện thời trang khá là độc đáo. Và khi dùng bút, chúng ta sẽ vặn nó ra như thế này. Đó. Khi không dùng bút, chúng ta lại vặn. Thì ở đây nó sẽ có một cái bộ phận chốt, nó khá là nảy. Đó, các bạn thấy không? Nó kêu cật một cái là để cho biết là cái đầu của bút bi nó đã ra đủ. Và khi chúng ta không sử dụng cái bút nữa, chúng ta cất cái đầu nó vào thì chúng ta xoay lại. Đó. Thì cái lẫy bên trong nó sẽ tuôn ra và nó rút cái đầu vào. Đây là vâng, đây chính là cây bút bi portable của hãng White Studio. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào clip giới thiệu lần sau.